Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 80. Ở cuối tập trước, sau khi Nhưng từ trong cấm phiên này lại tràn ra một lực đẩy mạnh mẽ hướng về bốn phía khuếch tán ra. Thân mình Vương Lâm không tự chủ được bị đẩy rời đi. Hắn buông tay ra để mặc cho cấm phiên thổi bay đi giữa không trung. Sáu nữ tử từ cánh hoa hóa thành cũng đều bị dừng lại, không thể tiến lên. Lúc này, từ trên không trung chợt truyền đến tiếng ầm ầm không ngớt. Ngay sau đó, một đám mây đỏ dày đặc đè xuống như trời sập. Và lúc này, mọi người xem trận chiến ở bên ngoài lập tức cả kinh. Bốn lão già đầu bạc lập tức mở hai mắt, bốn người gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đám mây đỏ phía trên không trung. Thiên kiếp. Công Tôn Phá ánh mắt chợt lóe sáng. Lục Nguyên hợp nhất. Hồng Điệp sắc mặt đại biến, nàng lập tức phất tay một cái, sáu nữ tử áo đỏ nhanh chóng bay về phía nàng, nhập vào trong cơ thể. Lập tức, phía sau Hồng Điệp xuất hiện sáu hư ảnh màu đỏ lung linh rất kỳ diệu. Lúc này, đám mây đỏ trên không trung ngày càng nồng đậm. Vương Lâm khóe miệng cười lạnh, tay phải hướng về cấm phiên điểm một cái. Lập tức cấm phiên kia rung động, hóa thành từng đạo cấm khí nhằm phía Hồng Điệp phóng tới. Đúng lúc này, trên không trung vang lên một tiếng ầm. Trên đám mây đỏ ngưng tụ một tia sét màu đỏ điên cuồng đánh xuống. Mục tiêu của nó chính là những đạo cấm khí. Hồng Điệp đạp chân một cái, lập tức lui về phía sau, nhưng Vương Lâm đã sớm quan sát Hồng Điệp. Ngay lúc nàng lùi về phía sau, hắn lập tức thân mình khẽ động, tiên kiếm trong chém một nhát, một đạo kiếm quang lập tức bay đi. Tuy nhiên đạo kiếm quang này không phải hướng tới Hồ Điệp, mà rẽ đất bay tới va chạm với tia sét màu đỏ đang ầm ầm giáng xuống. Ầm một tiếng vang lên, kiếm quang tan biến, tia chớp dừng lại một chút rồi tiếp tục giáng xuống. Sau đó, Vương Lâm lại hét lớn. Cấm phiên, tán. Lập tức cấm phiên chấn động, càng nhiều cấm khí bay ra. Cuối cùng cấm phiên hóa thành tro bụi biến mất. Nhưng những đạo cấm khí dũng mãnh bắn ra gần như trong chớp mắt liền đuổi theo Hồng Điệp. Nàng bốn phía không thể tiến lên được, không còn cách nào khác liền chui vào trong cơ thể của người băng tuyết khổng lồ. Tuy không thể tạo ra thương tổn cho thiên kiếp nhưng có thể lôi kéo thiên kiếp. Người khổng lồ kia lập tức dậm chân bước đi, mỗi bước đi cấm khí lại nhập vào cơ thể hắn và lập tức bị đánh tan. Nhưng cấm khí có rất nhiều, không hề úy kỵ mà vẫn liên tục lao tới. Hồng Điệp đang muốn biến ra nhưng lập tức sắc mặt lộ vẻ khó khăn. Một khi thiên kiếp giáng xuống, phép dịch chuyển sẽ mất tác dụng. Hồng Điệp, hãy chịu chết đi. Vương Lâm hai mắt lóe sáng. Lúc này, tia sét màu đỏ ầm ầm đánh xuống. Cấm khí va chạm với tia sét, lập tức tiêu tan không còn. Tia sét điên cuồng oanh tạc, hướng vào Hồng Điệp bên trong cấm khí đánh xuống. Những việc này nói hết ra thì dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hồng Điệp sắc mặt tái nhợt, cắn răng. Sau khi tia sét đánh xuống, sáu hư ảnh sau lưng lập tức bay ra. Bạo. Một hư ảnh màu đỏ trong nháy mắt va chạm với tia sét nổ tung. Nhưng hiển nhiên không thể ngăn cản thiên kiếp giáng xuống. Hồng Điệp thét lên từng tiếng. Tia sét thiên kiếp thế như chảy tre, một hư ảnh nổ tung, lại một hư ảnh nữa nổ tung. Trong nháy mắt sáu hư ảnh toàn bộ nổ tung. Chỉ có điều, uy lực của tia sét sau một loạt vụ nổ có chút giảm bớt. Hồng Điệp không nói một lời, chân đạp một cái, lập tức cả thân người đang nhập vào trong cơ thể của người băng tuyết khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Thiên kiếp đánh xuống, oanh kích lên thân mình của người băng tuyết khổng lồ. Người khổng lồ ngẩng mạnh đầu, thống khổ gào thét lên một tiếng, thân mình lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên trong cơ thể hắn, một sợi tơ màu đỏ nhanh chóng chui vào. Nó không phải là để tấn công người khổng lồ, mà là hướng về cấm khí ở trong cơ thể hắn. Mặt khác, trong cơ thể hắn lúc này không ngờ còn có hư ảnh một cây nhuyễn tiên, thi thoảng lại lóe lên. Mỗi một lần lóe lên như vậy, sợi tơ thiên kiếp sẽ bị yếu đi một chút. Đáng tiếc. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe lên, ném tiên kiếm trong tay về phía trước, hét lớn một tiếng, khống chế thanh kiếm này chém xuống. Một đạo kiếm quang to lớn lập tức lóe lên, chém vào thân thể khổng lồ. Côn Cực Tiên. Người khổng lồ mở to miệng, gào lên một tiếng. Thanh âm này chính là của Hồng Điệp. Đúng lúc này, bỗng nhiên cây nhuyễn tiên trong cơ thể người khổng lồ lập tức chớp động kịch liệt. Từ trong lồng ngực của người khổng lồ nhanh chóng bay ra hướng về Vương Lâm quật tới. Nhanh, quá nhanh. Vương Lâm không thể tránh kịp, lập tức miệng phun ra máu tươi, thân mình rơi xuống đất. Nhưng nguyên thần lại bị rút ra ngoài cơ thể, bị văng ra rất xa. Lúc này, kiếm quang đã chém xuống người khổng lồ. Thân mình hắn chấn động mạnh, hơi thở yếu ớt. Bên hông xuất hiện một miệng vết thương lớn hình cánh tay xuyên thấu qua thân thể. Tốc độ nhuyễn tiên quá nhanh, Vương Lâm gần như không có một nỗ lực né tránh, nguyên thần trong cơ thể bị thổi về phía sau. Vô cùng khiếp sợ, hắn lập tức nhận thấy được một cơn đau nhức từ khắp nơi trong nguyên thần truyền đến. Cơn đau này xé da xé thịt, đó là điềm báo nguyên thần bị tổn thương. Hắn không chút do dự, hai tay bấm quyết, linh lực tản ra. Nguyên thần lập tức ngừng lại, sau đó nhanh chóng di chuyển về phía trước, chui vào bên trong thân thể. Vương Lâm mở hai mắt, chân phải điểm lên mặt đất một cái, thân mình như sao băng bay ra phía ngoài trăm trượng, ánh mắt hắn lộ vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bị người khổng lồ công kích, quả thật hắn rất lấy làm kỳ dị. Đây là cây nhuyễn tiên gì vậy?
Vương Lâm ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm người khổng lồ cách đó trăm trượng. Cũng may trước đó kiếm quang của Vương Lâm đã chém vào hông người khổng lồ. Hơn nữa dưới tác dụng của sợi tơ thiên kiếp, người khổng lồ kia không thể thừa dịp nguyên thần Vương Lâm bị thổi ra mà toàn lực tấn công, bằng không cực kỳ nguy hiểm. Đạo kiếm quang kia dừng ở trên hông người khổng lồ một khắc, những sợi tơ thiên kiếp trong cơ thể người khổng lồ đã tiêu diệt đạo cấm khí cuối cùng, rồi bỗng nhiên tiêu tan. Đám mây đỏ trên không tới cũng mau, mà đi cũng mau. Chỉ nháy mắt một cái, bầu trời lại khôi phục lại vẻ u ám như trước, cứ như trước đó chưa từng có đám mây đỏ xuất hiện. Thân thể người khổng lồ đầy những vết nứt này, lập tức toàn bộ vỡ tung, từng phần rơi xuống đất. Thân thể cao lớn của hắn bị rút lại một nửa, chỉ còn cao có 5 trượng. Miệng vết thương trên hông cũng nhanh chóng khép lại, gần như trong nháy mắt biến mất không còn. Chỉ thấy cây nhuyễn tiên trước ngực lóe ra một tia yêu dị. Vương Lâm không nói câu nào, xoay người bỏ chạy. Cây nhuyễn tiên kia kỳ dị tới mức, nếu ai ở gần một chút nguyên thần sẽ bị thổi ra, thân thể chắc chắn sẽ bị đối phương hủy diệt. Cho dù cuối cùng có giành chiến thắng, nhưng cũng chẳng khác nào thất bại. Tằng Ngưu, xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Khuôn mặt của Hồng Điệp xuất hiện trên trán của người khổng lồ, nàng nghiến răng quát lên thay thế. Người băng tuyết khổng lồ kia thân mình nhỏ đi một nửa lại càng thêm linh hoạt hơn trước. Dẫm chân xuống đất một cái, thân hình khổng lồ này rẽ đất lao tới. Trong tiếng ầm ầm, những vết rạn nứt trong nháy mắt liên tục xuất hiện trên mặt đất. Hắn hướng về Vương Lâm đuổi theo. Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Bãi chiến trường này quả thật rất lớn, hắn bay lượn bên trong mà chưa nhận ra được biên giới. Hắn tay phải vỗ túi chữ vật lấy ra đan dược ăn vào, vừa bay vừa điều chỉnh nội tức. Đối với tiếng rít gào phía sau của người khổng lồ, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Gương mặt Hồng Điệp tràn đầy lạnh giá. Đối với người đang bỏ chạy phía trước, nàng hận thấu xương. Vừa rồi nếu không có người băng tuyết khổng lồ, sợ rằng chính mình sẽ bị bỏ mạng. Gã Tằng Ngưu này không ngờ có pháp bảo có thể gọi ra thiên kiếp. Tuy nhiên ta không tin là hắn còn loại pháp bảo này. Bằng không nếu vừa rồi chỉ cần hai đạo thiên kiếp giáng xuống thì cho dù người băng tuyết khổng lồ có côn cực tiên cũng không thể chịu đựng được. Hồng Điệp ánh mắt âm trầm khẽ động, lập tức hư ảnh của cây nhuyễn tiên trong ngực người khổng lồ chợt lóe lên, nhanh chóng thành hình trong tay hắn. Vương Lâm, hãy chịu chết. Hồng Điệp khẽ kêu. Cây nhuyễn tiên trong tay người khổng lồ lập tức xuất ra, so với tia chớp tốc độ còn nhanh hơn 3 lần, nháy mắt tiến đến. Vương Lâm mặt biến sắc, tuy nói tốc độ của nhuyễn tiên nhanh, nhưng Vương Lâm vẫn âm thầm đề phòng. Trong khi cây roi kia vung lên rất nhanh, hắn liền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, hắn đã ở bên ngoài trăm dặm. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi lúc hắn biến đi đã bị cây roi kia hơi chạm một chút. Lần này tuy không làm nguyên thần của hắn bị rút ra, nhưng cũng khiến hắn bị thương. Cây roi pháp bảo quả là lợi hại. Vương Lâm thở sâu, tiếp tục bỏ chạy. Hắn không do dự lấy ra một nắm linh dược lớn nuốt vào, vẫn tranh thủ khôi phục linh lực. Hồng Điệp trong mắt hàn khí chớp động, khống chế người khổng lồ điên cuồng truy kích. Tằng Ngưu, ngươi bây giờ như chó nhà có tang, uy phong năm đó đâu hết rồi. Hồng Điệp trong lúc truy kích, lạnh lùng châm chọc. Vương Lâm cười ha hả nói. Hồng Điệp, độc chú cắt cánh tay ngươi còn chưa hóa giải được, chỉ mượn linh lực để áp chế. Hồng Điệp sắc mặt âm trầm, hư nhẹ một tiếng. Từ trước tới giờ, nàng và Vương Lâm đã gặp nhau mấy lần, chưa bao giờ nói thắng được hắn một câu. Vì thế nàng không nói gì nữa, mà khống chế người khổng lồ múa roi đánh vào khoảng không phát ra những tiếng ba ba, tạo thành từng trận sóng gợn. Sau một lát, linh lực trong cơ thể của Vương Lâm đã hồi phục. Hắn ánh mắt chợt lóe, trong tay lấy ra một vật, đúng là cánh tay bị đứt của Hồng Điệp. Hắn lẩm bẩm trong miệng, tay trái bấm quyết, điểm lên cánh tay một cái. Lập tức toàn bộ cánh tay này phát ra những luồng khí yêu dị, phía trên xuất hiện rất nhiều ký hiệu chú pháp. Tay trái Vương Lâm vỗ lên cánh tay kia miệng quát. Lập tức, Hồng Điệp đang truy kích phía sau giữa lông mày chợt lóe lên một tia màu đen. Hồng Điệp thân mình run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giọng nàng the thé nói: "Tằng Ngưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp. Áp chế đi, để ta xem ngươi có thể áp chế đến trình độ nào." Bạo, bạo, bạo. Vương Lâm cười lạnh, quát to. Lập tức, tia màu đen giữa lông mày của Hồng Điệp lập tức lan tràn. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Hồng Điệp bị tia màu đen này xuyên qua. "Ngươi!" Hồng Điệp phun ra một ngụm máu đen. Nàng quả thật rất e dè chú pháp trên cánh tay cụt. Cho nên lúc trước ra tay, nàng luôn hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc, những tính toán này lại không thành công. Vô tình cuộc chiến của hai người lại không diễn ra như theo Hồng Điệp tưởng tượng. Một tia chớp lóe lên lại một tiếng hét lớn. Lập tức, cánh tay cụt trong tay hắn kêu ầm một tiếng, nổ tung. Cánh tay nổ không hề có máu mà chỉ hóa thành một đám bụi đen, tiêu tan ra bốn phía. Cánh tay cụt nổ tung khiến cho chú pháp trong cơ thể Hồng Điệp toàn bộ được đốt lên. Hồng Điệp lại phun ra một ngụm máu đen rất to, trên mặt khí đen dày đặc. Thân mình Vương Lâm dừng lại một chút, không hề chạy trốn mà mượn cơ hội này ném khu thú quyển trong tay phải ra. Lập tức chiếc vòng hóa thành một đạo tàn ảnh, đùng một cái, biến thành một chiếc chiến xa. Thú hồn phía trên lập tức rít gào mà ra, hai mắt màu đỏ nhìn Vương Lâm và người khổng lồ kia.
Giờ phút này, Vương Lâm không thể lo lắng đến vấn đề bị bại lộ nữa, thủ thắng mới là quan trọng. Chiến xa sau khi xuất hiện, cần có thời gian để mở. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay phải nắm tiên kiếm, trong nháy mắt chém về phía trước. Một đạo kiếm quang điên cuồng xuất ra, mang theo tiếng gào thét xé gió, lập tức chém vào trên thân mình người băng tuyết khổng lồ. Người khổng lồ lui về phía sau mất trượng, trước ngực xuất hiện một vết kiếm. Hồng Điệp nhắm nghiền hai mắt, đang toàn lực áp chế chú pháp. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên, tiến về phía trước. Lại thêm một chém, kiếm quang trong nháy mắt loang loáng phóng ra. Sau tiếng vang lớn, thân mình người khổng lồ lại thoái lui. Hồng Điệp lúc này cố gắng mở hai mắt, ác độc nhìn chằm chằm Vương Lâm. Trong miệng khẽ đọc một chú ngữ, lập tức hai mắt người khổng lồ ánh lên u quang, Hồng Điệp không còn khống chế người khổng lồ nữa mà toàn lực áp chế hắc khí. Người khổng lồ lập tức chuyển động thân mình, hắn vung tay lên, lập tức hư ảnh cây nhuyễn tiên xuất hiện. Vương Lâm không một chút do dự, lập tức đưa kiếm chắn ở trước người. Nhưng nghe ầm một tiếng, thân mình Vương Lâm lui ra phía sau hơn 10 trượng. Tiên kiếm tuy không hư hại gì, nhưng thân mình Vương Lâm phải chịu đựng một lực đạo rất lớn, lập tức miệng phun ra máu tươi. Đúng lúc này, người khổng lồ kia đạp chân một cái, bất ngờ từ trên không nhảy tới trước Vương Lâm. Hắn gào lên một tiếng, nắm tay vung lên, bên trong nắm tay loang loáng hư ảnh của cây nhuyễn tiên. Sắc mặt Vương Lâm dữ tợn, tiên kiếm trong tay phải lập tức vung ra hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt tấn công tới. Đúng lúc nắm tay khổng lồ kia sắp đánh đến thân người, trong nháy mắt tiên kiếm chợt lóe lên, quét ngang qua cánh tay phải của người khổng lồ. Người khổng lồ lập tức lớn tiếng gào thét, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị chặt đứt lìa khỏi thân thể. Bị đánh trúng bởi kiếm quang hay bởi chính tiên kiếm là hoàn toàn khác nhau. Tiên kiếm đã xuyên thấu ra phía sau thân thể người khổng lồ, ở phía trên mặt đất trăm trượng, càng lúc càng đâm sâu vào. Thân mình Vương Lâm nhiều chỗ chảy máu, xương cốt bị gãy, nhưng hắn lại cười ha hả. Hồng Điệp, ngươi bị ta chặt mất một tay, hiện tại người khổng lồ rác rưởi này cũng bị chặt đứt một tay, quả là xứng đôi. Tay phải đưa lên, cánh tay bị đứt của người khổng lồ kia lập tức rơi vào trong tay Vương Lâm. Trong tay hắn thanh quang chợt lóe, cánh tay khổng lồ này lập tức vỡ vụn, rất nhiều khối băng từ trên rơi xuống, kích cỡ của cánh tay lập tức giảm một bớt một nửa. Lúc này, phía trên chiến xa lóe lên những luồng hắc mang dữ tợn. Luồng hắc mang này hướng về thú hồn ngưng tụ, thú hồn lập tức phình ra càng lớn, trong đôi mắt nó lấp loáng tia nhìn hung ác. Người khổng lồ gào lên, thân mình tiến về phía trước, lao thẳng đến cánh tay. Vương Lâm lóe lên một tia nhìn lạnh, há miệng phun ra một đạo bạch quang, lập tức bọc lấy cánh tay cụt, toàn lực thôi thúc. Cánh tay cụt lại một lần nữa vỡ vụn, sau đó lại thu nhỏ lại. Người khổng lồ nhảy tới với tốc độ cực nhanh, tay trái tung một quyền. Ầm, thân mình Vương Lâm lùi ra phía sau, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở chỗ Vương Lâm vừa đứng, lập tức xuất hiện từng đợt rạn nứt. Lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở bên cạnh tiên kiếm, đưa tay cầm lấy kiếm. Vương Lâm hét lớn, cánh tay cụt bị bạch quang bao lấy lại một lần nữa vỡ vụn, bóc ra rất nhiều khối băng, sau đó lại nhỏ đi một nửa. Lúc này, cánh tay cụt chỉ còn nhỏ như cánh tay của người bình thường. Người khổng lồ xoay mạnh người, lại xuất ra một quyền nhanh như tia chớp đánh đến. Vương Lâm đưa tiên kiếm trong tay lên chém xuống một kiếm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư ảnh cây nhuyễn tiên chỗ ngực người khổng lồ chợt lóe lên. Vương Lâm biến sắc, đưa kiếm tiên che chắn trước thân người. Nhưng cây nhuyễn tiên này bỗng chuyển lùi xuống dưới, xuyên qua tiên kiếm đánh vào người Vương Lâm. Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể bị văng ra ngoài hơn 10 trượng, ngã trên mặt đất. Nguyên thần của hắn lại bị rút ra, bay ra ngoài trăm trượng. Hai mắt người khổng lồ kia u quang chớp động. Hắn không để ý tới nguyên thần mà vung quyền lên hướng về thân thể Vương Lâm bước tới. Chiến xa, mở. Nguyên thần Vương Lâm hai mắt chợt lóe lên. Sau một lúc lâu, xạ thần xa mới có thể hoàn toàn mở ra. Hồn thú phía trên chiến xa rít gào lao ra. Xích sắt trên người nó lúc này đã hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc này nó lại không hướng về phía người khổng lồ, mà lại hướng về phía nguyên thần của Vương Lâm, một ngụm nuốt lấy. Nghiệt xúc. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, hai tay bấm quyết, điểm phía trước thân người một cái. Lập tức một sợi xích sắt từ bên trong chiếc xe lao ra, ngay tức khắc khóa chặt hồn thú. Hồn thú vùng vẫy dữ dội, rít gào không thay đổi phương hướng, hiển nhiên là muốn liều lĩnh nuốt lấy Vương Lâm. Lúc này, người khổng lồ kia đã đi đến trước thân thể Vương Lâm, cười dữ tợn đánh xuống một quyền. Hứa Lập Quốc. Nguyên thần Vương Lâm thét lớn. Tiên kiếm đang được thân thể nắm giữ, bỗng nhiên một tiếng gào thét truyền đến. Phía trên xuất hiện một đạo hắc khí khống chế tiên kiếm lên ngăn cản phía trước thân thể Vương Lâm. Nắm tay của người khổng lồ nện vào tiên kiếm, lực phản chấn lập tức khiến hắn lui lại phía sau mấy bước. Nhưng Hứa Lập Quốc trong tiên kiếm cũng kêu lên một tiếng yếu ớt, tiên kiếm rơi xuống đất keng một tiếng, rồi không phát ra tiếng động nào nữa. Người khổng lồ kia ánh mắt chợt lóe, lại tiến lên. Đúng lúc này, càng có nhiều xích sắt từ trong chiến xa bay ra, khóa chặt hồn thú lôi nó trở về. Hồn thú gào rít kia không cam lòng, tràn ngập lửa giận lập tức chuyển sang người khổng lồ rít gào vào tới. Người khổng lồ kia lập tức ngẩng đầu, không để ý tấn công thân thể Vương Lâm nữa mà xuất ra một quyền tấn công hồn thú đang xông tới. Liên tục những đòn tấn công trúng đích, người khổng lồ và hồn thú trận chiến khai chiến. Thú hồn gào rít tấn công, nhưng mỗi một lần đều bị người khổng lồ xuất quyền ngăn trở.
Nó không khỏi nổi giận, há to miệng. Lập tức miệng nó trở nên vô cùng lớn, nuốt lấy người khổng lồ. Chỉ khó điều lúc nó nuốt vào, cây nhuyễn tiên bên trong lập tức lóe lên, múa may lao ra quất lên người hồn thú kéo xuống. Hồn thú lập tức cảm thấy đau đớn, thân mình thu nhỏ lại một chút. Nhuyễn tiên liên tục quật xuống, hồn thú lập tức gào thét kịch liệt, hai mắt lóe lên tia nhìn hung ác, liều lĩnh cắn một cái. Thân hình rất lớn của nó bỗng nhiên xuyên qua thân thể người khổng lồ. Người khổng lồ thân mình run rẩy, trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết nứt nẻ. Từng khối băng lần lượt rơi ra, thân mình hắn lại thu nhỏ lại. Lúc này hắn chỉ còn cao có 2 trượng, trên vai phải của hắn xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Khi hồn thú sắp sửa quay lại cắn một cái nữa, lúc này Hồng Điệp mở hai mắt, hắc khí trên mặt nàng đã bị áp chế ở giữa lông mày lại hình thành một đường màu đen. Côn Cực Tiên, hiện nguyên hình. Thanh âm của Hồng Điệp dồn dập mang theo một chút âm trầm. Lập tức một cây roi trắng như tuyết xuất hiện trong tay trái của người khổng lồ. Cây roi này không phải là ảo ảnh mà là một cây roi thật sự. Run lên một chút, cây roi này điên cuồng quật lên trên người hồn thú. Hồn thú đau đớn, hung tính càng dữ dội hơn. Nó đang định tấn công lại thì bỗng gào lên một tiếng thảm thiết, quay đầu lại nhìn chiến xa. Dù sao hiện giờ nó cũng là hồn thể, đã bị chiến xa hạn chế. Mặt khác, phương pháp Vương Lâm khống chế nó cũng không chính xác, không thể phát huy toàn bộ uy lực. Lần này bị tấn công liên tiếp, nó lập tức cảm nhận được sự triệu tập của chiến xa. Hồn thú không cam lòng, gào thét vang trời, thân mình lập tức dần dần tiêu tan, hóa thành luồng khí đen bay vào bên trong chiến xa, biến mất không thấy. Nguyên thần của Vương Lâm thừa dịp hồn thú ra sức đánh nhau đã về tới trong cơ thể. Hơn nữa hắn còn ăn vào đan dược, giờ phút này linh lực trong cơ thể đã được điều chỉnh. Hắn lập tức cầm lấy tiên kiếm, xuất ra một đạo linh lực khiến cho Hứa Lập Quốc khôi phục, sau đó đưa kiếm lên chém xuống. Kiếm quang của Vương Lâm hết sức phóng tới, người khổng lồ hét lớn một tiếng, tay trái vung mạnh ra, cùng kiếm quang va chạm tại chỗ. Sau đó thân mình hắn lập tức lùi về phía sau, dẫm chân xuống đất một cái, trong nháy mắt mặt đất ầm ầm nứt nẻ, lập tức bỏ chạy ra xa. Đuổi. Vương Lâm ánh mắt lóe lên hàn khí, rút kiếm đuổi theo. Sắc mặt Hồng Điệp âm trầm, trận chiến hôm nay so với ở tiện giới năm đó còn gian nan hơn mấy lần. Nàng không thể nào nghĩ được rằng chỉ trong có vài chục năm, không ngờ Tằng Ngưu đã có được bản lãnh như hiện giờ. Nhớ lại ở tiên giới năm đó, nàng mặc sức truy sát người này, gã Tằng Ngưu này từng bỏ chạy trối chết, căn bản không có sức phản kháng lại. Mặc dù sau này kinh sợ đối phương có khả năng lấy được pháp bảo của tiên giới bị sụp đổ nên mới không tiếp tục, nhưng trong lòng nàng chưa từng đem Vương Lâm đặt ở trong mắt. Trong lòng nàng, gã Tằng Ngưu này với nàng không cùng đẳng cấp, là kẻ yếu, là loài bò sát, là loại người trời sinh phải vâng lời những bậc cường giả. Hạng tu sĩ như Vương Lâm, lúc nàng ở tứ phái liên minh dọn dẹp tàn dư đã giết không ít. Cho dù là ở Chu Tước Quốc, nàng cũng vẫn luôn giữ nguyên suy nghĩ này. Đây là sự kiêu ngạo của nàng. Nhưng sự kiêu ngạo này, sau khi bị Vương Lâm chặt đứt một cánh tay, lập tức sụp đổ. Nàng không thể chịu đựng được một tu sĩ nhỏ bé yếu ớt không ngờ dám đánh lén mình. Nàng đối với Vương Lâm dĩ nhiên đã hận đến cực điểm. Nàng quyết tâm phải giết chết Vương Lâm để tìm lại sự thoải mái trong lòng. Thậm chí không tiếc đem băng thần, trọng bảo của Tuyết Vực Quốc xuất ra để hạ sát người này. Thậm chí sư huynh của nàng còn lặng lẽ đem ra trọng bảo của Thiên Ngọc Tông là Côn Cực Tiên để lấy lòng nàng. Côn Cực Tiên này bản thân Hồng Điệp không hề nghĩ là sẽ sử dụng tới. Nàng vẫn thủy chung cho rằng mình có băng thần trong tay, lại thêm bản mệnh pháp bảo, giết chết tên Tằng Ngưu này dễ như lấy đồ trong túi. Chỉ có điều, đối với Côn Cực Tiên nàng đã nghe qua không ít tiếng đồn, tuy có hơi động tâm nhưng cũng không cự tuyệt mà giấu trong băng thần, chuẩn bị xuất kỳ bất ý thủ thắng. Nhưng hiện tại, sau vài lần giao tranh, cuộc chiến của hai người đã đi đến hồi gay cấn. Gã Tằng Ngưu này liên tục xuất ra phá bảo, vượt quá xa sự tưởng tượng của nàng. Nhất là hồn thú vừa rồi cuồng mãnh đến cực điểm. Hồng Điệp kia tự nhận, nếu không phải vì sau đó không đủ lực, hồn thú tiếp tục tấn công. Nếu mình không có Côn Cực Tiên chắc chắn sẽ đại bại. Lúc này, nàng chỉ có thể trốn. Băng thần cũng đã cực kỳ suy yếu. Sau nhiều lần bị thương, hắn đã thu nhỏ lại chỉ còn cao 2 trượng, nếu tiếp tục thu nhỏ lại nữa, hắn sẽ tan vỡ hoàn toàn. Việc chạy trốn này, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có 2 lần. Lần đầu tiên là lúc bị suy yếu ở tiên giới bị Vương Lâm bức bách, lần thứ 2 chính là hiện tại. Bị một người bức bách phải bỏ chạy đến 2 lần, có khác nào như cho nàng một cái bạt tai, khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đồng thời lòng hận thù cũng càng lớn hơn. Vương Lâm sau đó đuổi theo không bỏ qua, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Hồng Điệp đang không ngừng dịch chuyển để bỏ chạy ở phía trước, nói: "Hồng Điệp, thói kiêu ngạo của ngươi đâu rồi? Thân là thiên chi kiêu nữ của Chu Tước Tinh, chẳng lẽ đối mặt với tu sĩ hóa thần trung kỳ như ta mà cũng phải bỏ chạy sao?" "Tằng Ngưu, ta không giết được ngươi, ta không phải là Hồng Điệp." Phân thần biến. Hồng Điệp phẫn nộ, lập tức ngừng bỏ chạy. Nàng vô cùng kiêu ngạo, mặc dù biết đối phương nói khích, nhưng vẫn sẵn sàng liều mạng. Lập tức, dị biến xuất hiện. Trong tiếng thét của nàng, đóa hoa hồng đã mất lại xuất hiện trước thân mình của người khổng lồ. Chỉ có điều, trên đóa hoa này có 2 nhụy hoa. Lúc này, Hồng Điệp không chút do dự nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của nàng không ngờ có thể một phân thành 2. Một trong số đó từ giữa lông mày của nàng chui vào bên trong nhụy hoa.
Lập tức, hai nhụy hoa này ngưng kết với nhau hình thành một thân thể được bao phủ bởi một đám xương hồng làm nổi bật lên một thân ảnh duyên dáng. Thân ảnh ấy sau khi xuất hiện lập tức hiện rõ hình dáng. Phân thân này so với Hồng Điệp hoàn toàn giống nhau, chẳng qua phân thân này có đầy đủ tứ chi. Phân thân của Hồng Điệp mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, so với bản thân Hồng Điệp trên trán của người khổng lồ khác hoàn toàn về khí chất. Nếu Hồng Điệp tuyệt tình lạnh như băng thì phân thân này là loại không biết vui buồn, im lặng tao nhã. Tằng Ngưu, không tiếc việc trong thời gian ngắn anh biến vô vọng, ta thề phải giết bằng được ngươi. Chân thân Hồng Điệp hai mắt lộ ra hận ý. Phân thân này là nàng vì anh biến của chính mình mà chuẩn bị, lấy bí thuật tẩm bổ, do đó khiến cho việc đạt tới anh biến giảm bớt khó khăn, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Phân thân này không phải vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không gọi ra. Nhưng hiện tại vì để giết chết Vương Lâm, nàng không tiếc phải trả bất kỳ giá nào. Trong cơ thể phân thân không có linh lực, phân thân này mặc dù là do nguyên thần biến thành, nhưng bên trong ẩn chứa cảm ngộ thiên đạo của cả đời Hồng Điệp. Tuyệt tình ý cảnh trong cơ thể phân thân được tích lũy lên nhiều lần. Tuyệt tình chi cảnh. Chân thân và phân thân của Hồng Điệp đồng thời mở miệng. Lập tức, phân thân hướng về phía trước bay tới, trên người lóe ra hào quang bảy màu. Nhập thế thu lấy tình cảm của thế gian, từ đó vung tuệ kiếm chặt đứt hết mọi loại tình cảm, đây chính là tuyệt tình ý cảnh. Phân thân của Hồng Điệp trong miệng nói khẽ, thanh âm uyển chuyển êm tai. Dẫn tình. Bỗng nhiên trời đất biến sắc, một luồng lực đạo kỳ dị lập tức phủ kín trời đất. Một đám hào quang bảy màu ngưng tụ trên phân thân của Hồng Điệp hướng về Vương Lâm thổi tới. Thân tình. Hai luồng hào quang vỡ vụn, hóa ra một đôi nam nữ. Người nam thái dương trắng bệch, người nữ trong mắt chứa chan tình ái. Tình yêu. Thân ảnh Lý Mộ Uyển từ trong đám hào quang biến ảo đi ra, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra nỗi bi ai vô tận. Hận ý. Đằng Hóa Nguyên cười dữ tợn, xé rách đám hào quang đi ra. Trong tay hắn phất phới vô số hồn phách, đó chính là hồn phách của người trong vương gia thống khổ cầu xin. Cảm ngộ. Tằng Đại Ngưu và con cháu ba đời từ trong đám hào quang đi ra, ngỡ ngàng nhìn Vương Lâm. Đại Ngưu hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng phát không ra tiếng. Thân mình Vương Lâm chậm lại một chút rồi ngừng hẳn, khoanh chân giữa không trung ngồi xuống. Nguyên thần ở giữa lông mày xuất ra, bay giữa không trung, trong miệng nói nhỏ. Luân hồi chi hạ, sinh tử thiên đạo. Bỗng nhiên, bầu trời như bị một bàn tay khổng lồ xé rách, một cái khe thật lớn rạch nát khoảng không xuất hiện. Bên trong vết nứt, một bức tranh sơn thủy đen trắng khổng lồ bỗng nhiên mở ra. Trong bức tranh, nơi nơi đều là núi non và sông ngòi, nếu bình tĩnh nhìn kỹ, cảnh vật trong bức tranh này chuyển động như thật. Giữa vòng sinh tử luân hồi, nguyên thần Vương Lâm ánh mắt sáng ngời, hắn quan sát từng nhân ảnh trước mắt, hai mắt tràn ra một vẻ phức tạp. Tuệ kiếm. Phân thân Hồng Điệp lại thét lớn. Một kiếm ảnh bảy màu thật lớn xuất hiện phía trước phân thân của Hồng Điệp. Cha mẹ Vương Lâm dưới một chém đó lập tức bỏ mình, tiếp sau đó là Lý Mộ Uyển. Cha con Đại Ngưu bị Đằng Hóa Nguyên một trưởng đánh chết. Cuối cùng, Đằng Hóa Nguyên cười lên hung ác, dưới một đường kiếm ảnh quét xuống, biến mất. Tuyệt tình. Phân thân của Hồng Điệp trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, nâng tay phải lên, đưa ngón tay ngọc hướng về Vương Lâm điểm tới. Nguyên thần Vương Lâm chấn động, hai mắt ảm đạm. Hắn cũng nâng tay phải lên, chỉ về phía bức tranh sinh tử luân hồi trên không trung. Người tuyệt tình cũng khó thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tình cảm trên thế gian sao có thể nói tuyệt liền tuyệt, nói đoạn là đoạn. Tuệ kiếm tuy dài nhưng sao có thể cắt đứt được vòng luân hồi. Vương Lâm nhẹ giọng nói. Từ trong cuốn tranh luân hồi, lập tức phát ra hai đạo khí đen và trắng. Hai luồng khí giao hòa với nhau hình thành bụi khí luân hồi từ trong cuốn tranh tản ra. Hóa thành một ngón tay cực lớn, án ngữ phía trước phân thân của Hồng Điệp. Phân thân của Hồng Điệp chấn động, chua xót cười, lắc đầu nói. Nếu ta có thể anh biến, cho dù sinh tử luân hồi tất nhiên cũng có hàm ý tuyệt tình. Nếu không, luân hồi này không thể là luân hồi. Đáng tiếc. Phân thân than nhẹ, thân mình chậm rãi tản ra, biến mất giữa trời đất. Chân thân Hồng Điệp phun ra một ngụm máu tươi, nguyên thần lập tức bị thương. Chỉ có điều hận thù trong mắt không tự chủ được đã bị thay thế bằng một ánh nhìn minh ngộ. Nguyên thần Vương Lâm trở lại bên trong cơ thể, dưới cơn chấn động, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cuộc chiến ý cảnh này nhìn như nhẹ nhàng nhưng thực chất lại hung hiểm tột bậc. Trong tuyệt tình chi cảnh của Hồng Điệp, lúc tuệ kiếm chém xuống là lúc nguyên thần của Vương Lâm đã bị thương. Nếu bản lĩnh của hắn không vượt qua hóa thần trung kỳ, cảm ngộ sinh tử ý cảnh càng sâu, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục nguyên thần bị phá diệt. Mặc dù là hiện tại, sinh tử ý cảnh của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua Hồng Điệp một cái đầu. Bởi vì Hồng Điệp nói chính xác, luân hồi thiên đạo vốn ứng với vô tình. Chỉ có điều vô tình và tuyệt tình, tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt vô cùng lớn. Cho nên lúc này đây, trong cuộc chiến ý cảnh này, Vương Lâm đã thắng. Thực ra, đối với người tu đạo mà nói, cái gọi là tranh giành ý cảnh chính là kiểm chứng lẫn nhau. Ta hiểu rồi. Hai mắt Hồng Điệp lóe lên ánh sáng khác lạ, thì thào tự nói. Sau đó, ánh mắt chợt lóe nhìn Vương Lâm. Hận ý trong hai mắt tiêu tan hoàn toàn, khôi phục lại vẻ tuyệt tình lạnh như băng như lúc mới gặp Vương Lâm trước khi vào tiên giới. Vương Lâm trong lòng quyết định, Hồng Điệp này tư chất lạ thường, không ngờ trong trận chiến ý cảnh này đã lĩnh ngộ ra điều gì đó.
nữ tử này phải giết chết, nếu không sau này chính mình sẽ không ngày nào được yên thân. Thân mình Vương Lâm khẽ động, tay trái vỗ túi chữ vật, lấy ra một cấm phiên cầm trong tay. Cấm phiên run lên, vô số cấm khí gào thét xuất ra, hình thành một cây trường thương màu đen phía trước người hắn. Theo sự ngưng tụ của cấm khí, từng trận tiếng bang bang từ trong truyền ra, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày. Cuối cùng gắn kết lại thành một mảnh, phát ra khí tức hùng mạnh. Toàn bộ cấm khí ngưng tụ vào bên trong cây thương. Đây là biểu hiệu mạnh nhất của cấm phiên sau khi có chút thành tựu. Trường thương run lên, Vương Lâm lao nhanh tới, tiên kiếm trong tay hướng về phía sau đột nhiên vung lên, kiếm quang gào thét phóng tới. Người khổng lồ kia gào lên một tiếng, dậm chân xuống đất một cái, thân mình bay lên trời. Hắn đang muốn xuất quyền đánh ra thì trường thương của Vương Lâm đã hướng vào hồng điệp ở giữa lông mày của hắn nhanh như chớp đâm tới. Người khổng lồ thét lớn đưa tay trái ra đỡ, nhưng kiếm quang theo sát phía sau điên cuồng chém xuống. Người khổng lồ giống lên bi thảm, tay trái hạ xuống, sau đó không tự chủ được buông cây trường thương ra, cây thương lập tức đâm vào người hắn. Nhưng vì người khổng lồ đã nhấn tay xuống dưới nên cây thương không đâm trúng hồng điệp mà đâm vào cổ hắn. Hai mắt người khổng lồ u quang tối sầm lại, từ trên không trung hạ xuống. Hồng điệp thở sâu, tay phải nàng điểm lên trán mình. Lập tức thân thể nàng từ trong cơ thể người khổng lồ bay ra giữa không trung. Thân mình nàng giờ phút này cực kỳ suy yếu, bản mệnh pháp bảo bị hủy, phân thân ý cảnh bị hủy, nguyên thần bị thương nặng. Người khổng lồ băng tuyết bị hủy lại khiến nàng họa vô đơn chí. Lúc này so với lúc ở tiên giới năm đó hoàn toàn giống nhau. Nhưng nàng lại mơ hồ có một chút cảm ngộ. Giờ phút này nàng không còn đấu tranh tư tưởng nữa. Nàng tin rằng sau khi mình thấu hiểu hoàn toàn tia minh ngộ này thì việc giết gã Tằng Ngưu kia sẽ dễ như trở bàn tay. Lại nhìn đến người khổng lồ kia, thân thể lúc này xuất hiện vô số vết nứt này. Sau khi ngã trên mặt đất liền vỡ tan tành, tan chảy thành nước, biến mất trên mặt đất, chỉ còn lại một cây roi trắng như tuyết. Tay phải hồng điệp hất lên, lập tức côn cực tiên kia bay đến. Vương Lâm sao có thể khiến nàng đắc thủ, cây roi này chính là vật mà hắn nhất định phải lấy cho được. Thân mình khẽ động, trường thương đâm lên, hóa thành một tia màu đen lập tức quấn lấy côn cực tiên. Hồng điệp biến sắc, quát: "Ngươi dám?" "Có gì không dám?" Vương Lâm cười ha hả, quấn lấy côn cực tiên lôi về phía sau. Đồng thời tiên kiếm trong tay chém về phía trước, hóa thành kiếm quang gào thét phóng ra, ngăn cản Hồng Điệp để chính mình cướp đoạt. Sắc mặt Hồng Điệp âm trầm, do dự một chút, buông tay lui ra phía sau né kiếm quang, cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Lâm. "Tằng Ngưu, trên côn cực tiên này có ấn của Thiên Ngọc Tông. Cho dù ngươi có cướp đi cũng không thể sử dụng." Đường màu đen giữa lông mày Hồng Điệp theo lời nàng nói chậm rãi biến mất, cuối cùng không còn để lại một dấu vết nào nữa. Nàng hiểu rằng trong trận chiến ý cảnh vừa rồi, tuy phân thân bị phá diệt, anh biến sẽ khó khăn vô cùng, không còn đường tắt để đi nữa. Nhưng với lĩnh ngộ có được trước đó, nàng tin rằng chỉ cần bế quan vài chục năm, nàng có thể bằng bản lĩnh của mình đột phá thành công hóa thần, đại tới anh biến. Nàng hít sâu, trong nháy mắt, bốn luồng hào quang từ trong cơ thể xuất ra, lần lượt đứng ở bốn góc đông tây nam bắc. Khi hào quang tan hết, để lộ ra phía trong là bốn thân ảnh: Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, Hỏa Linh. Trừ Thổ Linh ra, tiên thiên ngũ linh toàn bộ đều xuất hiện. Đây chính là pháp bảo cuối cùng của Hồng Điệp, cũng là thiên tư của nàng, là cội nguồn cho sinh mệnh của nàng. Cầm trong tay côn cực tiên, thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức đáy lòng trầm xuống. Trên cây roi này đúng là có một phong ấn hùng mạnh, căn bản là không thể dò xét. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, đem roi cất vào trong túi chữ vật. Sau đó ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Tứ Linh kia. Trong trận chiến hôm nay, Vương Lâm bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Không nói đến thân thể bị thương nhiều chỗ, mà nguyên thần cũng bị hao tổn rất nhiều. Có thể nói là một trận khổ chiến. Tứ Linh, hạt châu thiên nghịch của ta hôm nay vừa hay nhờ các ngươi mà được viên mãn. Hai mắt Vương Lâm lộ ra tia nhìn lạnh, trong lòng thầm nhủ. Hồng Điệp nhìn chằm chằm Vương Lâm, tay trái bấm quyết, chỉ về phía trước, trong miệng hô khẽ: "Tứ Linh sát trận." Nói xong, thân mình nàng lập tức lui về phía sau, bay nhanh mà đi. Nàng không còn lòng dạ nào tái chiến, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vương Lâm đang muốn truy kích, Tứ Linh lập tức khẽ động, biến hóa. Tàn ảnh trong nháy mắt hướng về Vương Lâm phóng tới. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thân mình lập tức lui ra phía sau. Cấm phiên trong tay run lên, lập tức cây trường thương cấm khí lại xuất hiện, hướng về phía Kim Linh đâm tới. Kim Linh kia tốc độ rất nhanh, đối diện đánh vào phía trên trường thương. Tiên kiếm trong tay Vương Lâm vung lên, chém về phía trước. Lập tức Mộc Linh nghiêng mình né tránh, đồng thời cùng với Thủy Linh hóa thành cầu vồng tiếp cận Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng. Năm đó khi chưa hóa thần, đối mặt với ngũ hành chi linh này vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ và đối với việc thu thập ngũ linh trong tay của Hồng Điệp như thế nào hắn cũng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, hai mắt bình tĩnh, hắn vỗ túi chữ vật. Lập tức 9 bức tượng khắc gỗ chợt lóe lên, xuất hiện. 9 bức tượng gỗ này toàn bộ đều ẩn chứa tuế nguyệt ý cảnh. Ngoại trừ 2 bức, 7 bức còn lại đều được điêu khắc từ luân hồi mộc. Ý cảnh phát tán ra, so với thanh tùng năm đó, uy lực lớn hơn rất nhiều. Tuế Nguyệt. Vương Lâm trong miệng nói khẽ. Lập tức,
Một luồng sóng vô hình lập tức phát ra, hành động của Tứ Linh lập tức chậm lại. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, thân mình chợt lóe lên, một chiêu bắt được Kim Linh. Đồng thời, dưới chân điểm vào hư không một cái, Mộc Linh lập tức bị trói lại. Sau đó, hắn không để ý tới Nhị Linh còn lại mà thân mình khẽ động, hướng về Hồng Điệp phía xa truy kích. Hồng Điệp đang ở ngoài trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới sau ba lần giao chiến như vậy, Vương Lâm kia không ngờ còn có pháp bảo mạnh mẽ như vậy. Trong lòng nàng chua xót, hôm nay bất kể thế nào cũng phải giết người này. Phải khiến hắn đem toàn bộ pháp bảo ra dùng hết. Cuối cùng lấy chính linh lực của mình ra để so cao thấp với đối phương, như vậy mới có thể một chiêu giết hắn. Nàng âm trầm, trong miệng khẽ nói. Kim Linh, nổ. Vương Lâm đang nắm Kim Linh trong tay, lập tức run rẩy, một luồng lực đạo hủy diệt từ trong truyền ra. Vương Lâm lập tức buông tay, thân mình nhanh chóng dịch chuyển ra ngoài. Về phần Mộc Linh, vẫn bị hắn cách không nắm lấy. Ầm, Kim Linh tự nổ, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Thân mình Vương Lâm mặc dù đã dịch chuyển đi, nhưng vẫn bị xung lực bắt kịp. Hắn phun ra một ngụm máu to, thân mình lập tức suy yếu ngã xuống. Bản lãnh của hắn sau vài lần bị thương lập tức bất ổn, hạ xuống chỉ hóa thần sơ kỳ. Sau khi ngã xuống đất, Vương Lâm lập tức lấy đan dược từ trong túi trữ vật ra nuốt vào. Thân mình lóe lên dữ dội, xuất hiện phía trước Hồng Điệp, tay phải bấm quyết hướng xuống dưới nhấn một cái, miệng quát: "Hồng Điệp, chịu chết đi." Hồng Điệp ánh mắt chợt lóe, trong miệng nói nhỏ: "Tam Linh, cùng nổ." Tam Linh ở bốn phía lập tức run lên, ba luồng khí tức hủy diệt điên cuồng phát tán ra, sắc mặt Vương Lâm đại biến. Hồng Điệp trong mắt lạnh như băng, không có sắc thái gì, nàng nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: "Nếu ngươi nhất định giết ta, thì ta và ngươi cùng chết." Vương Lâm trong mắt âm hàn, ấn quyết trong tay không chút do dự điểm xuống. Trong mắt Hồng Điệp lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng lực đạo nhu hòa từ trên trời giáng xuống, Tam Linh đang chuẩn bị phát nổ lập tức bị một tầng kim quang bao phủ. Việc tự nổ bất ngờ bị gián đoạn, tiêu tan không còn. Phía trước Hồng Điệp bỗng nhiên im lặng xuất hiện một người. Người này chính là Công Tôn Phá từ Chu Tức Quốc. Tay phải trước người hắn tùy ý vung lên, thân mình Vương Lâm lập tức không tự chủ được lui ra phía sau hơn 10 trượng. Vương Lâm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Công Tôn Phá, trầm mặc im lặng. Một luồng lực đạo quá hùng mạnh, hắn không thể kháng cự. Đối mặt với Công Tôn Phá, Vương Lâm không có một chút cơ hội phản kích nào, càng không cần nói đến thân thể hiện tại bị thương rất nặng. "Tằng Ngưu, ngươi thắng rồi, đi tới Chu Tức Sơn phụng mệnh, tự sẽ có người an bài cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là ngoại triệu đệ tử của Chu Tước Quốc ta. Đối với ngoại triệu đệ tử, Chu Tước Quốc có thể thỏa mãn cho ngươi một nguyện vọng. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ, rồi đến Chu Tước Sơn nói đi." Công Tôn Phá nói xong, tay phải hướng về phía Tam Linh chụp một cái. Lập tức Tam Linh bay tới, bị hắn bắt được đem nhập vào giữa lông mày của Hồng Điệp. Chỉ có điều, trong lúc Mộc Linh bay đi, Vương Lâm cắn răng một cái, tiên kiếm trong tay bỗng chém một nhát. Mộc Linh la thảm một tiếng, nửa người rơi xuống, bị Vương Lâm ôm lấy trong tay, bị hắn sát nhẹ một cái, biến thành một tinh thể màu xanh để vào trong túi trữ vật. Sau đầu đấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Công Tôn Phá. "Thật to gan, việc ngươi giành chiến lợi phẩm, lần này lão phu không truy cứu, nhưng nguyện vọng của ngươi thì hủy bỏ." Công Tôn Phá lạnh lùng quét mắt liếc Vương Lâm một cái. Sau đó, hắn điểm vào hư không một cái, Kim Linh vừa tự nổ vừa rồi bất ngờ lại ngưng hình, bị lão già nhấn một cái, lại nhập vào giữa trán Hồng Điệp. Hồng Điệp sắc mặt hồng hào, cung kính nói: "Tạ ơn trưởng lão." Công Tôn Phá cũng không để ý đến vẻ mặt Hồng Điệp, lạnh lùng hừ một tiếng, hướng về phía Vương Lâm vươn tay phải ra, trầm giọng nói: "Đưa Côn Cực Tiên đây." Vương Lâm chằm chằm nhìn Công Tôn Phá, trầm mặc một chút. Mắt thấy đối phương lộ vẻ không kiên nhẫn, thầm than một tiếng. Trong tu chân giới hết thảy đều dựa vào bản lãnh để nói chuyện, hắn lấy Côn Cực Tiên từ trong túi trữ vật chua xót giao ra. Công Tôn Phá tay phải đưa lên hư không nắm lấy Côn Cực Tiên, tay trái điểm về phía trước một cái, lập tức quang môn xuất hiện. "Đi thôi." Công Tôn Phá cất bước đi vào. Hồng Điệp theo sát sau đó, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Vương Lâm, liếc mắt một cái hạ giọng nói: "Lần sau, ngươi nhất định phải chết." Giờ phút này, Hồng Điệp lại không biết rằng tính mạng của bản thân chỉ còn lại có 3 ngày. Một âm mưu bí ẩn qua lời nói của một nhân vật thần bí trên Tu Tước Sơn đang dần phô bày. Vương Lâm bước vào quang môn, lúc hiện ra, phía trên tế đàn không ngờ chẳng còn một người, cứ như là tất cả đều biến mất. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, hắn chỉ còn thấy có một mình đứng trên tế đàn này. Một ngọc giản đang trôi giữa không trung, phát ra ánh sáng dịu dàng. Vương Lâm hất tay phải lên, bắt lấy ngọc giản. Thần thức đảo qua, bên trong là một tấm bản đồ mô tả Chu Tước Sơn. Hắn trầm mặc một chút, khoanh chân tĩnh tọa. Sau trận chiến với Hồng Điệp, hắn bị thương rất nặng. Giờ phút này, tu vi bất ổn, mặc dù hắn đã ăn đan dược vào nhưng không thể trong thời gian ngắn khôi phục được. Chỉ có thể điều chỉnh qua loa. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải bế quan dưỡng thương. Hồi lâu sau, trời tối dần, Vương Lâm đứng lên vỗ túi trữ vật, văn thú bay ra. Vương Lâm ngồi lên trên, truyền ra một đạo thần niệm rồi lại tiếp tục tĩnh tọa. Văn thú liền bay đi.
Tại Chu Tức Quốc, ban đêm cực kỳ im lặng, trăng bắt đầu lên cao, ánh trăng bao trùm khắp mặt đất. Ba ngày sau, ở phía sau Chu Tức Sơn, bên trong cấm địa, xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chu Tức Sơn là thánh địa của Chu Tước Quốc. Trên núi này chỉ có tẩm cung của Chu Tước, còn lại đều là cấm địa. Nếu không được sự cho phép của Chu Tước, không ai có thể tiến vào. Cấm địa này không lớn, chẳng qua chỉ là một hang động lớn mà thôi. Hang động này chia ra làm 4 tầng. Lúc này, trong tầng thứ 2, có 2 cái đầm sâu. Hai đầm sâu này đều tản mát ra từng trận bạch khí. Hai luồng bạch khí này bay lên tới phía sau đỉnh động sẽ lập tức biến hóa khác nhau rất rõ ràng. Trong đó bạch khí từ một đầm sâu khi lên tới đỉnh lập tức hóa thành sương lạnh, khuếch tán ra bốn phía. Còn luồng bạch khí kia lập tức hóa thành vô số những hạt sương đỏ, biến mất bên trong vách đá ở trên đỉnh. Hai đầm sâu này, một lạnh một nóng. Hàn đàm được tạo thành từ nước đá 3 vạn năm của Thiên Sương Tinh. Năm đó Chu Tước Quốc đã phải trả giá rất lớn mới đổi được đem về. Viêm đàm được tạo thành từ ngọn lửa bất diệt 3 vạn năm của Hỏa Viêm Tinh. Cũng phải trả một cái giá tương tự để có được. Xung quanh hai cái đầm này có 99 viên cực phẩm linh thạch bày thành hai trận pháp khác nhau, phát ra từng trận linh lực khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, ở bên trong hai cái đầm có một đôi nam nữ đang khoanh chân ngồi. Nam tử ngồi ở viêm đàm, nữ tử ngồi ở hàn đàm. Bọn họ đều mặc áo trắng, tĩnh tọa thổ nạp. Nam tử tướng mạo cũng không phải anh tuấn nhưng lại mang một luồng khí tức tà dị. Luồng khí tức này không khiến người ta chán ghét, mà ngược lại không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Tướng mạo của nữ tử so với Hồng Điệp cũng không kém chút nào, lấy thiên tư quốc sắc để miêu tả cũng không quá khoa trương. Mặt khác, ngoài tướng mạo, trên người nữ tử còn có một luồng khí tức quyến rũ tỏa ra, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Nếu là Vương Lâm, lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy nàng nhìn rất quen. Lúc này, một lão già toàn thân phát ra hồng quang từ bên ngoài động bay vào, dừng lại ở phía trước hai người. Tướng mạo lão già này so với lão nhân nhếch nhác năm đó tặng mũ rơm cho Vương Lâm không ngờ giống nhau y hệt. Nhưng khí tức của hai người này khác hẳn, hiển nhiên không phải là một người. Hồi lâu sau, lão già chậm rãi nói: "Kiền Phong." Nam nữ bên trong viêm đàm lập tức mở hai mắt, ánh mắt càng lộ vẻ tà dị. Hắn nhìn lão già thần sắc như thường trầm giọng nói: "Kiền Phong tham kiến lão tổ. Hồng Điệp đang ở trong mật thất, ngươi hãy đem linh lực cùng ý cảnh của nó cắn nuốt đi." Lão già đứng trong ánh hồng quang, thanh âm sung mãn có pha chút tang thương. Nam tử ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Hồng Điệp, nhưng đó là thiên chi kiêu nữ của Tuyết Vực." Khi nói đến thiên chi kiêu nữ, người này mím môi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Đúng là nó, tuyệt tình ý cảnh của nó trong trận chiến với Tằng Ngưu đã có sự đột phá, sắp đạt tới viên mãn lần đầu tiên. Nhưng khi nó chưa kịp hoàn toàn minh ngộ, ngươi hãy nuốt lấy, bên trong tuyệt tình chi cảnh có rất nhiều ý cảnh. Như vậy, việc cướp được danh hiệu mới có nhiều khả năng thành công. Nó là người lão phu đã mất rất nhiều năm mới tìm được, nuôi dưỡng cho đến tận ngày nay. Lão già chậm rãi nói. Nam tử đứng lên, lập tức từng trận bạch khí từ trên thân thể hắn tràn ra. Hắn đi ra khỏi viêm đàm, hai mắt lộ ra những tia tà dị, lẩm bẩm: "Tằng Ngưu, không biết bản lĩnh của hắn bây giờ có thể tiếp được một chiêu chứa một thành tu vi của ta không? Hồng Điệp, con bé này có chút đáng tiếc, người già đối với một số việc lại có chút không đành lòng. Thôi, ngươi đi đi." Lão già than nhẹ. Nam tử mỉm cười nói: "Lão tổ, lần nào người cũng đều thấy đáng tiếc. Danh hiệu Chu Tước, không kể đám ngoại triệu tu sĩ, trừ ta với sư muội ra thì không thể dành cho người khác." Nói xong, thân mình hắn chậm rãi tiêu tan, không còn thấy bóng dáng. Bên trong mật thất, Hồng Điệp đang khoanh chân tĩnh tọa, khôi phục bản lãnh. Sau hồi lâu, nàng mở hai mắt hạ giọng nói: "Tằng Ngưu, lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Để ta thay ngươi hoàn thành tâm nguyện này." Một thanh âm ôn hòa bỗng nhiên xuất hiện trong gian mật thất. "Ai?" Hồng Điệp hai mắt sững lại. Thân mình nam tử tà dị từ trong hư vô đi ra. Hắn nhìn Hồng Điệp liếc mắt một cái, mỉm cười nói: "Tại hạ là Kiền Phong." Nói xong tay phải hắn tùy ý điểm về phía trước một cái. Hồng Điệp biến sắc, tay trái bấm quyết, lập tức một đạo hồng quang từ trong cơ thể lan truyền ra. Nam tử lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngón tay phải đưa lên chỉ một cái, đạo hồng quang lập tức tiêu tan. Đầu ngón tay hắn đặt vào giữa lông mày Hồng Điệp. Hồng Điệp thân mình run lên, đang muốn giãy giụa. Nhưng ngón tay của nam tử này như một ngọn núi lớn, áp chế xuống, nàng không thể có lực phản kháng. "Ngươi muốn làm gì?" Ánh mắt Hồng Điệp cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt Kiền Phong tràn đầy những tia tà dị, thân mình cúi xuống, hạ giọng nói bên tai Hồng Điệp: "Ta muốn ý cảnh và tiên thiên tứ linh của ngươi. Đáng tiếc, sư phụ của Hồng Điệp đã tính sai số kiếp của nàng mất rồi. Người gây ra kiếp nạn thật sự của nàng không phải là Vương Lâm, mà là gã Kiền Phong này." Trong hang động cấm địa, lão già phát ra khí đỏ lại truyền ra tiếng thở dài. "Đáng tiếc, Chu Tước chỉ có một." Lão già ánh mắt đảo qua, nhìn nữ tử ngồi trong hàn đàm, trầm giọng nói: "Liễu Mi." Nữ tử trong hàn đàm mở hai mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn lão già.
Nàng này rõ ràng chính là thiên đạo Liễu Mi năm đó. Hàng nghìn phân thân của ngươi đã khắp các nước để tu luyện, cảm ngộ thiên đạo. Trong đó có một phân thân tu luyện trong Huyền Đạo Tông ở Triệu Quốc. Ngươi có nhớ một người tên là Vương Lâm không? Tên Vương Lâm này là đệ tử của Hằng Nhạc phái ở Triệu Quốc. Lão già trầm giọng nói. Đến đây thì cũng khép lại tập 80 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.